Dạ thưa anh chị, thì thưa quý bà con cô bác, thì bé My á, vừa mới vô bán được cốc ổi ha, vừa đi ra ngoài kia có ông nội kia ông bán khóm, ông xin vô ông bán khóm luôn đó. Thì không biết anh chị có cho bán khóm được không ạ? Cho vô cho đi. Vô thế dạ. Nào họ cũng có khóm đem về. Thế nào họ cũng có khóm nè, ban giám khảo thế nào cũng không có khóm. Mời bạn bán khóm lên đi, nhanh nhanh tranh thủ chương trình nè. Sao mà rén như vậy? Rung hả? Rung cái gì? Hay làm gì? Nè đưa cái mic vô nói chuyện nè. Đưa cái mic vô với anh nè. Rồi. Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Em tên là gì? Dạ em là mình. Đạo Văn Sang ở Tân Phước, Tiền Giang. Cái dạ. Gì? Cái gì tên gì? Lặp lại coi, từ từ. Nói từng chữ cho chị, có chuyện gì phải sợ hết đó. Rung cả lắm. Chị là chị của em. Rồi dạ, nói dạ. Đi. Dạ em là Đào Văn Sang ở Tiền Giang, huyện Tân Phước. Dạ em là Trần Văn Sang. Đào gì? Dạ dạ Đào. Đào Văn Sang. Dạ. Đào Văn Sang. Ở dạ. Tiền Giang, ở Tiền Giang. Dạ. Dạ, ở Tiền Giang. Ngay cái cầu ngang. Dạ. Mà dạ, không... Đào Văn Sang tức là đào vàng ra sang trọng. Được á, có lý á. Dạ cảm ơn. Hết lo chưa? Hết lo lắng chưa? Rồi. Hết lo lắng chưa? Rồi sáng giờ bán ế hả? Dạ bán có được gì nhiêu đâu mà bệnh sáng giờ tụt máu quá anh cũng vừa ơi. Từ dưới chạy lên đây khổ quá. Khổ quá hả? Dạ. Ở dưới làm gì? Dạ em trồng khóm. Trồng khóm hả? Rồi khóm dạ. Mùa này trúng không? Dạ cũng hơi thất thất anh ơi. Thất hả? Vậy dạ. Chúc mừng nha. Trời ơi. Trời ơi ta trồng bị thất ông chúc mừng nha. Không tại gì thất mùa mới lên thi. Đây thi được chứ. Còn lúc đó đang có mùa rồi là nhiều tiền quá lo đếm tiền rồi đâu có thời gian đi thi. Vậy đó hả? Rồi ở dưới là có nhận ra ba vị giám khảo không? Ừ, dạ có. Bên đây là anh Minh Nhí, bên đây là chị Ngọc Quyền. Còn bên đây là anh Châu Thanh. Rồi, rồi cảm ơn à, em. Chị đã... Ngọc Quyền ấn tượng lắm mày đó, em đi học á. Ở dưới cái tường hình nó nhỏ nhỏ vậy nè mà có 14 inch mà nó bắt vậy nè. Cái bạn em nó vũ ở này hay lắm. Chị Ngọc Quyền một ca hay lắm gì cái bài gì còn gì mà gì tiết linh sang cầu ly quê gì đó nó mày coi chút xíu vậy đi. Là giống bé My phải không? Dạ giống là bé Thanh phải đó. Phải quay coi chút xíu đi rồi đi học cái à. Em coi một hồi em quên luôn cái em mê quá chị ơi nó em coi luôn khi em nghỉ học tốn học luôn em nhớ anh tới giờ đó. Rồi trốn học có bị ở lại dạ. Lớp không trốn học nên giờ dạ, mới trồng khóm á dạ tốn có ngày à dạ, ngày thôi, dạ. À, thôi vậy cũng được dạ hồi đó nếu mà em ở lại lớp là chị tội lỗi dữ lắm dạ, dạ tại chị lúc đó chị đẹp lúc đó em còn nhớ là khoảng năm 93, 94 gì á đúng rồi mà tới nay chị vẫn đẹp như đó luôn thì trời ơi anh Nhí ơi hai anh buồn hiu không dạ. Anh Châu Thanh ơi em khen em đẹp ở dưới quê lên mình khen ai cũng nói vậy mà mình giả bộ mình khen anh Minh Nhí khen anh Châu Thanh cái coi dạ dạ thấy hai bên cũng đẹp tại Minh Nhí là sư phụ thầm lén tại ở nhà đó là thấy coi hề của anh lắm mà ở nhà mẹ bà chửi đâu có cho đâu rồi ôi đồ giái cúng thêm con heo luôn bà tối ngày mới rồi lát em nghe nè cười gì nè à... nó bà đôi này bệnh rồi trời ơi này nó bệnh đằng dưới trời trời. Mà đâu có ra bà trên ngoài bà khóm á mà tập mê cái giọng của anh dữ lắm tại sớm không phải giọng anh em tập đi em mê giọng anh vậy nó nói giọng anh Minh Nhí à dạ em thông thành Minh Sang luôn rồi giọng em giờ vậy luôn rồi động lực nào đưa em đến ngôi sao miệt vườn cho chị tạm như gọi là phỏng vấn em dạ em đang làm khóm khi em nghe chương trình còn có 3 ngày nữa à nó hết hạn rồi cái anh khóm nó hôi thấy mày cũng có cái khiếu khiếu gì đó mày nhảy là mày thi đại đi cứ thôi vậy thi em đâu có thuộc bài đâu vì có 3 ngày mà em mắc con chuyện ở dưới đống khóm nữa mà à. Để mà xài nữa rồi giờ em thi cái gì dạ em thi là hai câu giọng cổ gì hoa tiếp bằng lăng đó đâu có thuộc bài mà mình nhìn lên hình gì nè dữ dằn à dạ em quất bật phát em tốn gia đình em đi rồi sớm nó quyền cái sớm làng em chú á ủa sao ông này sang ta không có tên đời có hai sáng sinh đâu ta tôi gần cứ khuôn dừa cái gì tốt cứ khuôn dừa sớm nói ủa cái này là tên đời này có hai sang nó cái hỏi vậy nó tài khoái quá cái chương trình nó vô đậu luôn ở dưới bỡ ngỡ hết trơn chương trình của anh vừa rất là hay nên em dạ cái này không có đậu nha tại vì đâu xin vô bán khóm thôi xin vô bán khóm nha rồi hát vô luôn ha vậy đúng không ạ em đang mệt em tột tột huyết áp quá anh ơi lên đây phải hát chứ gì hả hát mới cho về không hát không cho về dạ.
À, vậy em làm được nhiều làm nghe. Rồi làm được nhiều làm. Ừ, vậy em cảm ơn tước em đậu cho khoái cái chỗ bà con thích em ở dưới lên khu vườn trời ơi. Bà con đây cũng thích nè, ban giám khảo cũng thích luôn á. Dạ. Anh Châu Thanh cũng thích nè. Ừ. Nãy giờ anh nhìn em say đắm mà không nói nên lời luôn. Dạ thôi giờ anh nói đi anh. Hồi nãy rung giờ bớt rung lại chút xíu. Bớt rung chị về em hát đi ha. Rồi dừng sân khấu cho em nha. Dạ. Ừ, chơi tới bến luôn. Dạ, làm được nhiêu làm nghe. Ờ, rồi mới mốt đi đừng có chồng khóm nữa, đi theo anh Châu Thanh chị Ngọc Huyền hát giọng cổ luôn. Ha. Ok, rồi dừng sân khấu cho em, tự tin lên nha. Tự tin chưa? Chứ cũng còn rung rung quá, cái giò này nó bị tụt. Mà mặt thì thường ngày đen lắm mà bữa nay bà makeup á bà dặm cho phấn mà nó không đều mất cực. Tự tin lên, cố lên. Dạ, làm cái. Đạo dân xem. Dạ, dạ. 10 điểm số 1. Sao cùng quá. Thi nhiều lần mà cũng bị rớt hoài và cũng bị rung hoài à. Nó giờ này lại gặp ban giám khảo Minh Nhí, Ngọc Huyền với Châu Thanh nó rối. Nó nghe chui. Chị Sang, chui ra chui ra khỏi cái tủ lạnh đi. Rung quá. Tại đó giờ không có gặp. Trời ơi. Nó hôm nay gặp gấu còn thường hát ở dưới đám giỗ thôi nôi thì tháng rồi vui không ơi. Nay gặp ban giám khảo rối quá. Đừng rối, đừng rối. Sang tự tin lên, Sang tự tin lên. Dạ. Nghĩ như đây là những người thân trong gia đình mình dạ. Gặp gỡ nhau để hát cho vui thôi. Đừng sợ gì ha. Dạ, dạ. Rồi bắt đầu Sang hát đi ha. Dạ. Hát bài. Ông Long diễn không mà ông quên nhịp rồi. Người dân quê tôi sống đã bao đời dầm mưa dài nắng đòi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa đường qua trường cảnh có người bạn trung hoa chế tù yêu ba lư thiền. Về đây thăm người bạn Khơ Me nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn nè. Sóc sợ bay ơ còn tàu na ơ còn tàu na ơ còn tàu na ơ còn bọn ơi nè. Về đây quê hương Sóc Trăng lũ tre lạng hàng vừa gặp bóng nè. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hay quá Sang ơi. Nhảy nữa đi Sang, nhảy nữa đi. Nhảy lên Sang ơi, nhảy lên. Nhảy đẹp quá, nhảy lên Sang ơi. Người dân quê Trăng. Đòi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Đợi dầm mưa dài nắng đòi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con.
người bạn Khmer nghe, nghe hát vũ kê và điệu múa lâm thôn nè. Sóc sao bay ơ bọn, tàu na ơ bọn, tàu na ơ bọn bọn ơi. Hãy đi sang ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lấy tre lạc hàng dừa gọt bóng. Dù đi bốn biển năm châu ngang, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Bảo đảm là chưa bao giờ anh chị được nghe một tiết mục Sóc Sà Bang Sóc Trăng mà nó hay vậy. Mà cái điệu múa lâm thôn này là rất là đặc biệt luôn. Bây giờ múa lại lần nữa được không? Để tập tập cho mình nhí múa. Mình nhí rất là thích này nè. Điệu múa lâm thôn đó. Búng 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 như tôm vậy đó. Hay quá Sang ơi. Chị chỉ cho anh lại điệu múa lâm thôn này. Chết cha, tụt quyết rồi. Sao mà lúc hát căng quá vậy? Dạ, căng quá vậy? Nó bệnh mà nghe nhạc nó vui vậy á. Nói chung là em đi thi, đã quyết định là vô cái ngôi sao miệt vườn là thi hát phải không? Dạ. Dạ, nhưng mà chị chấm em điểm nhảy. Được không? Dạ, được. Tại vì dạ, em đi thi hát mà chị chấm điểm nhảy, phải không? Dạ. Quá nhảy em, mà cũng chắc xinh nha. Thọt. Anh nghĩ nó giống như là con tôm tôm luộc. Nhưng phong cách nhảy này anh thấy rất là mới á nha. Mới anh. Chắc anh cũng giống Ngọc Quyền quá, anh cũng chấm cái kiểu nhảy quá. Rồi, vậy anh em mình giống nhau không? Yeah. Không, thật ra là anh chúc mừng em là em đã tạo được một cái không khí cho tất cả mọi người ở đây. Có vui không bà con cô bác? Không biết là lúc trước là Sang ở nhà có biệt danh không, nhưng mà sau cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn là bạn có biệt danh là Sang Hữ Hữ. Lên đây không bán khóm hay sao? Rồi còn khóm hay sao? Dạ khóm đem về luôn được hả? Bán luôn. Bán hả? Dạ em mê hát hơn khóm á. Mê hơn mình mê hát hơn dạ, khóm hả? Dạ Hay là cho anh mua anh tặng cho ban giám khảo được không? Được, hay dạ được mà. Dạ được hả? Dạ. Thôi em tặng đi chứ dễ thương. Dạ, dạ. Em có đem lên tặng sẵn mà. Có luôn hả? Ở nhà em trồng á. Ở nhà anh trồng. Dạ. Cái này trồng nè. Dạ cái này tặng cho anh Minh Nhí. Anh cảm ơn Sang nha. Cảm ơn Sang. Cái này em trồng với quê em á. Dạ. Em biết á, ông bà mình nói á, khi mà cười vui á thì là chúng ta sẽ kéo thêm nhiều tuổi thọ sống. Và chị thay mặt gia đình chị cảm ơn em đã cho bố chị cười vui như vậy. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Anh Thanh tặng em. Rồi đây anh tặng hoa cho em. Chúc mừng em nha. Anh tin là khi tập bên này phát sóng em sẽ được nhiều tình cảm của bà con cô bác hơn. Dạ dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi cảm ơn em. Rồi xuống tẩy trang đồ đi ha. Rồi xe khóm xuống nha ha. Xuống nghỉ mệt chút đi rồi. Tham gia giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi, vui lắm bạn ơi.